Chào bác nhá. Hôm nay thì với cái tầm cửa tiền của loanh quanh khoảng hơn 200 thì em lại về cho các bác một mẫu xe Kia Morning đời cao 2018. Và đây là một chiếc xe gia đình chạy rất là sướng luôn, biển Quảng Ninh 14A32405. Màu sơn đỏ đẹp, đăng kiểm còn dài. Đấy, xe chỉ chạy ít và nội thất của xe thì cũng gần nguyên bản. Và đã được gắn một cái màn hình Android hơn hẳn những cái chiếc xe bản nguyên bản nhá. Gắn Android này. Rồi gắn thêm cam lùi này, gắn thêm cảm biến này, và đặc biệt lại có thêm một cái cam hình trình rời. Quá ok cho một chiếc xe tuyệt vời. Và bên em Vũ Duy Auto đang bán chiếc xe này thì với cái giá thực sự là quá êm luôn. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu thôi. Các bác đã có ngay được chiếc Kia Morning đời 2018. Xe chuẩn chỉ và đẹp như thế này rồi. Đây là một chiếc xe Morning bản MT mà được rất nhiều gia đình sự lựa chọn dùng nha các bác nhá. Xe thì bác chủ bác ấy cũng chăm chút rất là cẩn thận, đồng sơn xe đều. Và các bác có thể nhìn là ngay cái phần củ số vô lăng này. Đây các bác nhìn vô lăng này. Xe nó gần như là mới luôn. Đấy, vô lăng còn rất là đẹp nhá. Xe chạy được đúng có 6 vạn thôi. Nên là vô lăng còn như mới, nhựa ABS đúc của nó còn nguyên nha. Đấy các bác nhìn nhá. Nhựa nó còn nguyên như thế này. Và chất vô lăng ấy. Đấy, nhìn cái vô lăng đã yêu rồi. Còn em này thì được cái là ghế chỉnh cơ. Ghế da có lỗ thoáng lưng. Ngồi sẽ không bao giờ bị lóng lưng lóng mông nha các bác nhá. Còn phần cần số này, các bác nhìn này, cần số này, như mới luôn, cần số như mới, vâng, rất rõ ràng và sạch sẽ. Nên là dòng này thì nói chung là rất là bền. Đấy, tay nắm tay phanh đây, đấy, vẫn còn rất là đẹp và vân sần của nó còn nguyên. Đấy, toàn bộ cái cụm điều chỉnh điều hòa của xe này, rất dễ dàng sử dụng. Em để cái máy con này êm cực kỳ luôn các bác ạ. Để như này thôi nhưng mà em ngồi đây là không có cảm nhận được tiếng máy luôn. Đấy, còn phần mặt táp lô xe thì không có khoan đục một tí nào. Không hề khoan đục luôn các bác nhá. Đấy, mặt táp lô rất là đẹp luôn. Đấy, xe chuẩn chỉ cho các bác luôn. Có một cái màn hình cam hành trình ở đây. Đấy, nhưng mà nhiều bác hỏi là ô sao cam hành trình thì nó lại không chạy gì đây. Các bác chờ em một chút, em cắm cái cam hành trình này vào. Đấy, cắm cam. Đấy, cắm cổng. Đấy, sao nào. Cổng, đây là cổng tích hợp của cam, có luôn. À, chắc lại cổng sau rồi. Đây cái cổng ở đằng sau này. Bác em vừa về xong các bác. Bác chủ bác ấy để lại cho con này. Còn chưa kịp dọn dẹp gì cơ. Mới gọi là phun nước rửa qua thôi. Còn những cái như thế này thì đây. Nó phải cắm cái cổng này vào này. Ui xời, lắm cổng quá. Đúng là nhà có điều kiện đó khác. Đấy, có nguồn có ấy luôn. Đấy, đây này. Có nguồn luôn này các bác ạ. Nói chung là có sao bán vậy chuẩn chỉ luôn chứ không có kiểu là treo đầu dê bán thịt chó nha các bác nhá. Màn hình Voca thì màn hình này là hiển thị rất là xịn sò. Đấy, đồng hồ hiển thị đây, màn hình đây. Đấy, bác thấy chưa? Rất là xịn sò luôn. Em cho cái cam lùi xem nó có hoạt động không. À xem nào. À cái cam lùi thì tí nữa em sẽ kiểm tra lại. Vâng. Cái này thì không vấn đề gì các bác nhá, sẽ đảm bảo cho các bác đầy đủ luôn. Đấy. Thế còn về phần hộp đồ này, đấy tiện lợi luôn nhá. Màn hình này thì có gắn sẵn SIM. Đấy, có gắn sẵn SIM nên là YouTube MP3 các thứ là đầy đủ luôn. Vô lăng thì lái rất là nhẹ nhàng và êm ái. Và các bác có thể để ý cho em là cái phần này này của nó, các cái phím mà vẫn còn rất là rõ ràng, nó không bị mòn mỏi một tí nào nhá. Đấy, xe thì máy nổ êm thì thầm. Và sàn thì đã được bọc lót sàn da rồi. Đấy, sàn da rồi, sàn cao su chống bẩn. Phần bản lề của xe đây là toàn bộ dàn ốc của nó còn chưa có động chạm này các bác ạ. Đấy, còn nguyên cái dấu mộc trắng nhá, còn nguyên dấu luôn. Đấy, chưa động chạm một tí nào đến từng con ốc luôn nhá. Và toàn bộ chỉ keo cánh là bao zin cho các bác luôn. Đấy, chỉ keo cánh này. Tappy đẹp sạch sẽ. Kính điện lên xuống là nhanh chóng. À, kính điện đây. Nhanh chóng luôn. À. Và toàn bộ cũng đã được dán phim cách nhiệt hết. Đấy. Trần những chiếc xe này thì đang sử dụng là trần da 3D. Đấy, các bác nhìn này. Khâu da rất là đẹp, xịn sò. Đấy, trần da còn căng đét luôn. Đấy, trần da đây này. Đấy. Và nội thất thì đúng là phải nói thực sự là nội thất của con này thì quá là tươi luôn các bác ạ. Nội thất rất tươi luôn đấy các bác nhá. Nội thất gần như mới luôn. Ghế chỉnh cơ. Đấy, các cái ốc này của nó vẫn còn rất là mới này. Và bên này, bản lề này. Các cái chi tiết mà các bác có thể xem thì các bác có thể là dừng hình. Và bên em Vũ Duy Auto thì bán trên tất cả các trường kênh YouTube, Facebook, TikTok bằng một số điện thoại duy nhất các bác nhá. Một số 0869158926 ạ, một số điện thoại duy nhất thôi. Đấy, bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua xem xe. Đấy, tappy là không có một tí khoan đục nào luôn nhá. Đấy, xe không có khoan đục gì cả. Các bác yên tâm là chạy là lành bền luôn.
Và đây này, nội thất hàng ghế thứ hai của nó này, còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn nhá, toàn bộ nội thất hàng ghế thứ hai còn nguyên bản. Đấy, không hề có tí lỗi nào luôn. Lốp đằng sau này thì đang sử dụng một quả MAP1. Đấy, lốp úi rồi, khá là mới luôn. À, lốp mới dày này các bác này. Đấy, lốp mới dày khự luôn. Đấy, 165-60R14 nhá các bác nhá. Đấy, la răng phay. Đấy, dành cho những cái dòng xe cao cấp. À, đây là một chiếc xe MT cũng đã được lên la răng phay rồi. Cái này thì nguyên bản của dòng MT nó không có đâu. Cái này là lên hết đồ rồi. Vâng, phải nói bác chủ bác cái chăm chút xe rất là tỉ mỉ và cẩn thận luôn. Cảm biến đằng sau đây. Đấy, cảm biến phía đằng sau này. Đấy, cảm biến phía đằng sau và đèn hậu sau đây. Đấy, các bác nhìn toàn bộ dàn đèn hậu sau này. Đấy. Và phần đèn lùi hay như đây là phanh trên này. Đấy. Trong không hề có dạng nứt ố vàng. Đấy. Bên dưới này thì kính cũng là còn zin. Và đây, mở cửa cốp cho các bác nhìn. Đây, toàn bộ các cái bản lề đây. Đấy, chất sơn hay là keo chỉ của xe là còn zin nguyên nhá. Toàn bộ dòng kẻ chỉ của nó là còn nguyên luôn. Đấy. Và chiếc xe này thì đây, các bác nhìn này. Đấy, lốp sơ cua. Lốp sơ cua Maxxis nhá, lốp 165-60R14 còn nguyên. Đấy, đồ nghề các thứ thì đầy đủ, không thiếu cái gì. Cái này thì kích lốp đang ở trong này, nhưng mà xả tháo ra thì tí nữa sẽ cho vào. Cái đấy đơn giản, không vấn đề gì. Đấy. Nói chung là chất của xe thì cái dòng này, Molling này thì đi rất là lành. Đây các bác nhìn này, tay nắm ốp chrome hết rồi. Tôn cửa thì chống ồn cách âm rất tốt. Đấy. Các bác về cái dòng này đi thì quá yên tâm luôn. À, và chỉ này, toàn bộ chỉ của nó là chỉ zin đấy các bác nhá. Chỉ zin rất cứng luôn. Đấy. Chuẩn chỉ ạ. Vâng. Và cái dòng Molling thì bao giờ cũng là một cái dòng xe mà được nhiều người yêu, nhiều người đón nhận. Vì đây là một dòng xe vừa lành vừa bền, lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa các bác ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhá. Dòng này thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4,5 lít trên 100 cây thôi. Và tính ra thì nó rất là rẻ, chỉ khoảng 1.200 đồng trên 1 km thôi. Đấy, vừa chắc vừa bền, chủ yếu là độ bền. Vâng, chủ yếu là độ bền. Và đây là một chiếc xe gia đình, đi lại thì quá yên tâm luôn. Các bác đi những cái con này đi gia đình nói là các bác ấy còn lâu mới biết hỏng, rất là bền bỉ luôn. Đấy, xe thì rất là bền bỉ và không hề lỗi lầm tí nào các bác nhá. Đấy, tôn vỏ trăng căng đét, kính điện luôn, kính điện này. Đấy. Và cảm biến cái con này thì đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024 các bác ạ. Vâng, đăng kiểm thì còn dài. Dàn lốp trên đây. Đấy, lốp trên ok và cua lốp này không có mục mọt tí nào. Lòng cua lốp của xe thì vẫn còn rất là yên tâm. Đây là một cái dòng xe ngon, lành, bổ và rẻ các bác ạ. Vâng. Đấy, đời cao, giá thì rất là êm. Em vừa mới đề nổ rồi nên bây giờ thì máy đang chạy rồi, em sẽ mở sẵn rồi. Đấy, động cơ máy của chiếc xe thì nó chỉ là động cơ máy 1.25 thôi, nhưng mà rất là bền bỉ và máy số là zin nhá. Toàn bộ cái dàn ốc này là chưa có động chạm này, chưa ra mặt máy cũng như chưa ra vách máy, mách số vẫn còn nguyên. Đấy, xem nào, đây, mách số còn nguyên luôn. Và chiếc xe này thì em đang bán được cái giá rất là hời luôn đấy ạ. Vâng, chỉ có 239 triệu đồng, 229 triệu đồng, xin lỗi các bác, 229 triệu đồng chiếc xe này thôi nhá. Kia Morning đời 2018 và em đang bán là 229 triệu đồng. Nhiều bác thì xem YouTube thì các bác biết rồi, giá thì nó có giá chung hết. Thế mà nhiều bác là thấy ở trên Face là đang đăng những chiếc xe rẻ chỉ tầm khoảng 150-160 những cái con như thế này thôi, thì em mới thưa với các bác là cũng có một vấn đề là hiện nay đang tình trạng lừa cọc rất là nhiều. Các bác cọc tiền mà họ lừa rất là nhiều luôn. Thế nên là các bác nào mà yêu thì các bác cũng chú ý nhá. Đừng chỉ vì một phút mà thấy tiền rẻ, xe nó rẻ quá mà lao vào để mua là nguy hiểm lắm. Vì rất nhiều bác khách của em đã gọi điện và phàn nàn là đều bị lừa cọc mất rất nhiều tiền. Có người mất đến hơn 150 triệu đồng. Đấy, chỉ vì xe nó giá rẻ hơn một nửa so với thị trường luôn. Ở đây thì em Vũ Duy Ô Tô bán bằng thương hiệu và bán bằng một cái siêu thị ô tô lớn nhất cả nước. Đây các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ siêu thị ô tô rất là to nhá. Nên là các bác yên tâm qua thẳng cửa hàng xem xe trực tiếp, đặt cọc cũng được. Còn các bác mà đã xem nhiều rồi thì các bác cứ tin tưởng là đặt chuyển online ok. Vâng, và các bác nhìn gầm xe này. Đấy, các bác nhìn gầm đây này. Gầm của xe thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Gầm xe rất sáng và đẹp, không hề lỗi lầm. Đấy.
côn nhẹ này, số ngọt, máy chất, gầm ngon. Đấy, và tất cả các cái trang thiết bị phụ kiện của xe thì nói các bác là gần như mới tinh rồi. Về bây giờ là các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe vừa rẻ vừa yêu thương tại em Vũ Di Ô Tô. Ví dụ như em này các bác mua về thì đi rất là bền luôn. Và cái dòng này thì nói cho các bác là nó không bị mất giá. 2018 đến bây giờ thực sự là nó chênh nhau không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà được cái là tránh mưa tránh nắng an toàn và tiện lợi, đỗ đâu cũng được, rất là gọn nhá các bác nhá. Chiều dài của chiếc xe nó chỉ ngang hơn 3 mét một chút thôi. Đấy, thế nên là nó có thể đỗ xê dịch đi rất nhiều chỗ không phải vấn đề gì. Còn những cái chiếc xe to ví dụ như là bán tải hay là những cái dòng 7 chỗ thì nó rất là chật. Hoặc là sedan thì nó sẽ vướng víu hơn, nhưng cái dòng này thì đỗ đâu cũng được. Và đi thì cực kỳ tiết kiệm. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu. Tiêu chí tốt. Xe thì ngon. Cảm ơn các bác nhé. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Di Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn. Vũ Di Ô Tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.